Made in China, siêu sân vận động của Campuchia ngập như bể bơi sau khi gặp phải một cơn mưa lớn. Ai cũng biết Campuchia là quốc gia dù kỹ năng có thể chưa cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn vì khả năng gáy của họ là quá ghê gớm, chẳng kém gì Folotilo. Một trong số những điểm mà người Campuchia tự hào về quốc gia mình nhất đó là siêu sân vận động Morodok Tích Hôi với tổng kinh phí 160 triệu đô la, xịn sò nhất khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là do Trung Quốc thi công. Ban đầu thì chẳng ai quan tâm điểm trên đâu nhưng mới đây, trong ngày khai mạc giải U23 Đông Nam Á 2022, thánh địa của thể thao Campuchia đã phải nhận không ít phàn nàn bởi mặt cỏ của sân Morodok Tích Hôi không được nguột như mong đợi. Chỗ cao chỗ thấp đã thế, trời mưa hệ thống thoát nước còn kém dẫn đến việc sân ngập lình bình, cầu thủ đá bóng mà bơi chẳng khác gì ánh viên. Nhìn những hình ảnh này xem có hài không cơ chứ. Đúng là trái nhà mới ra mặt chuột. Này thì số 1 Đông Nam Á này, này thì vị vua của khu vực này. Sân như thế này tôi thà thuê sân 500.000 đá có khi còn sướng hơn.